lên nha. Đang nấu. Dạ nấu cơm không à? Cơm. Cơm đi chiều nay dịch nè cả nhà. Đạt danh nghĩa có mua con vịt. Nói chung là bán được cái con lịch cũ không có hổm á. Bán được con lịch cũ của hổm cũng được 1.000.000. Chú ba cho chú ba 700. Rồi sợ lỗ bán 1.000.000 không cũng mừng. Dạ. Rồi bác ba ông có nói là chính được con lịch này. Chính được con lịch này ổng cúng giấy cúng con vịt nè. Rồi bây giờ xuống trả lễ. Vịt nấu cháo cúng chú cháu hưởng được cái xác. Đó. Chú ba ông đi thăm lưới rồi kia kìa. Đó vàng vàng là ổng á. Cơm ăn đi xong rồi tắt điện bắt nữa đi ra nè cháu. Cúng ra. Vậy là thím ba ở nhà nè chú biết ha. Dạ. Thì con với lại chú ba với lại Nghĩa đi kiếm thêm mấy con lịch nữa. Hồi nãy tao điện mày nói bà bắt cơm đi cháu chịu ăn. Quá trời mày cứ hiển thôi. Thì nó ngoài. Tao nấu giờ nồi xong nồi bự nó hai con. Trời vậy mà. Anh Nghĩa anh chu đáo ghê cũng đem theo nồi. Muốn dịch lên Nghĩa. Sao rồi bác? Chưa. Mới thả hả bác? Cái chẻm này sao bác thả gì đâu mà khỏe khoang vậy? Sao hả? Để đi mai vài cái số. Để ruộng ông thả ta lưới bự đi, lưới hai lưới kia đi cả cái số. Lưới mới vậy? Lưới mới sao? Ôi, cứ làm luôn mà hết có 10 triệu đó mày ơi. Dạ. Chưa được con nào á? 10 triệu thôi, được con 3 ký bán được 300 ngàn. Dạ, thôi còn thôi. Từ từ. Dạ dạ. Con tin là hôm qua sẽ thành công. Clip này đi rồi bắt đầu là ngày mốt mà tao bắt lịch cấu với mày thấy à. Ghê vậy? Ừ. Tại mày đó, lịch chết tại mày đó. Biết rồi. Anh chết mà bán 1.000.000 kìa. Ở đây mình sợ nó lỗ. Lỗ đâu mà lỗ, con mà bán lỗ đâu mà lỗ. Hàng chất lượng thiên nhiên là. Qua tao lấy 700 ngàn, bây giờ tao bỏ ra 200 ngàn, tao lấy 500 thôi, mua dịch. Thôi, nghỉ, à. Xong hết cháu rồi, anh em tao tính xong hết cháu rồi. Ủa, anh Nghĩa mua dịch nhiêu? 250 hả? Em gửi anh 300, rồi lụm, hết, việc. Trời, chú cháu anh em vui vẻ. Không có tiền được nghiệm đó. À vậy là 300 con vịt đó hả? Ừ. Gửi Nam Sĩ luôn. Rồi ok, bác ba cất đây 200 đi để con ra 200 cho. Thôi để tao đâu phụ cho nó 200, tao anh em cái nào con cháu cái nào ra cái đó. Dạ tao dạ má. Tao nó bậy đâu. Trời ơi. Đó tao với ổng sống rồi. Bữa nay nói vợ con lịch nó mà chết chắc lỗ quá hơn xuống. Rồi còn cái điểm dọp bác ba bữa nào chú cháu mình đi bắt bữa 500 ấy anh nhỉ. Đưa có bằng chứng của hoàng 500 ngàn, 300 ngàn tiền 300 ngàn tiền dịch với lại thôi. Hả? Thôi. Được rồi. Vậy là tụi bay quyết định đó. Rồi xong hết rồi đó. Rồi ok, bắt mà. Gửi đây chèo con lấy. Chút đi. Đây, gửi chèo lấy đặng quay có bằng chứng đó. Đi lên clip con tao ở nhà nó coi đó bởi. Dạ. Coi đó, giỡn bà với em dễ. Nó sáng nó nói thôi phơ bà ba nhà nấu cơm đi giờ ăn rồi đi làm rồi chịu chiều nấu ăn. Chiều ăn. Thôi chiều cúng xong rồi mình ăn cháo. Rồi bây giờ ăn cơm cái đi rồi đi bắt lịch. Nó kêu tôi đặt tôi nấu rồi mới sôi rồi. Đi ra coi thăm lưới nhà cơm đi. Thăm lưới hả? Tao lưới đi, tao lưới đi. Tối nó có làm đâu. Nó làm mà nó ngủ quá trời. Dạ Nghĩa tao lưới đi. Nó kêu nó dậy qua uống cà phê đồ này kia nó giờ nó ngủ. Tao ba làm cái mít đúng không ba? Đây cho mượn cái này kìa. Thôi được rồi, đừng hút thuốc nữa. Lớn tuổi rồi. Nghĩa à, dẹp à. Dục à. Ừ, phải mày. Mày kêu tao bỏ bà ba tao bỏ chứ thuốc tao
hồi đó cũng vụ dữ lắm á. Can 5 lít bình 5 lít hỏi mấy thằng. Ví dụ 5 thằng mua 5 lít là để gốc, gốc này lít, gốc kia lít thì tới nào nó gió uống đó. Trời ơi, biết rồi đó, vậy đó. Rồi còn bắt lên đây nè, nó thiệt chứ mày ha. Vô Bến Phà dằn sai ha. Ủa Bến Phà Bình Khánh ha. Rồi đầu á mua muốn bao nhiêu ghe, ghe bao nhiêu thằng. Đó giờ mua cứ để. Đó không để đó, dầu đầu cái giót uống tới tới mà mùa nam á, mùa tối á không. Rồi bắt á không. Dầu đầu về tập trung về cũng kiếu một đòn hai ba chiếc kè nhau chạy. Dầu cái đầu sò quyết là đâu có luộc đâu. Dầu cái đầu để về chẻ, chẻ ăn sống. À đúng rồi. Ngon. Tiêu. Đổ. Đó. Rồi á là cái tới nào em lấy xử để nguyên vỗ sủi kìa đó. Dạ. Vậy đó, tới 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 đó. Ta là 10 bữa nhiêu chục, không có bữa nào mà khác hết. Ủa đó là cũ nhiêu ký ta chú à? Hồi trước thì nhiêu có hai có mới đầu có 200 mấy, hai mới đầu đầu tiên nhất tao khai thác là tao bắt á không là sẽ khô. Sẽ khô à? Ừ. Có bự không mà sẽ khô? 2 ký có 1 ký mấy. Trời có... ơi trời. Tao sẽ khô mà mày phải đi giác. Tao hơi khô kéo dây dây nhẵn vậy nè, bó một bó vậy nè. Dạ. Ờ, mày phải giác lên. Rồi mày mới bán khô. Đó, bán khô là sao nữa nha. Còn khởi đầu nang á, bán tươi á là chỉ có 5.000 một ký thôi. À, xưa là cái này chắc năm 9 mấy, 92 à. Là mới mới khởi đầu nang là 70 à 7 mấy. 75. À. Tao làm việc 76 làm việc, 77 làm việc, 78 làm việc là 79. Đó là khởi đầu nang là bắt 79 là lúc là bán cho con hồng đã nhòe á. Đó vàng nhiêu chỉ chứ mà. Dần nó có mấy ngàn hả? Mấy trăm vậy? Như là mấy trăm. À mấy trăm á. Ừ. Không, hình như là 50.000 à. Có mấy ngàn dạ, à. Đúng 60 ngàn đó, giờ mới 100.000. 100.000 là một chỉ vàng. Dạ. Ừ. Đó là con nghe cha con nói là ừ. 50.000 mà đổi một công đất à, mà tao không đổi á. Ừ. Dạ. Rồi sau đó là bắt đầu là hết nó là ở Bình Chánh mua á, là nó không mua tươi nữa mà bây giờ là mua khô bỏ với cái những cái nhà hàng. Dạ. Đó là được 20.000 ký là khô. Dạ. Rồi con hồng đó rồi ông ba ơi, giờ lịch đang xuất khẩu là bán là hồi đó mua solo chứ không có phân loại là 100.000 ký. Tao bắt dòng sống hai con tao qua cân là được 1 ký mấy. Đó là bán được 105.000. Đó thôi vô rồi. Rồi bắt đầu là mới con bắt tới mới là giết được 100 mấy 200. Rồi giết 200-300 đó. Rồi lúc đó vàng là lên rồi đó. Dạ vàng lên rồi đó. Ờ, là vàng lên. Năm 92 là tới năm 2000 là vàng lên. Rồi bắt đầu là vàng là 209 mà lịch cũ là 320 là một con lịch cũ là bán, một con lịch cũ là còn một cái máy là dư một chỉ vàng, dư tiền. Dạ. Chỉ vàng còn dư được 100 mấy chục bỏ túi. Đó, vậy đó. Hồi đó tao làm rồi mày lên. Anh Quyền nhớ mày hỏi là ông ba mung bắt lại cũ á là mỗi bữa mỗi lấy vàng chứ không lấy tiền. Dạ. Nó mua bán lại cũ mà hồi xưa là công ty không mà nó nhảy theo ghe tao mà nó đi rồi biết nó bây giờ trước mắt đi với ông là hết là bỏ cho tiền thuốc men đặng gây mê con lịch cho sức khỏe con lịch là hết 800.000 đó. Rồi tao đây cái này là do ông rồi nha, tôi không biết nha. Ủa lịch bắt con nào nó vậy nè, ký 7, ký 8, 2, ký 2, ký mấy mà tao xuống mà thời bắt trẻ mà. Cứ lên bằng mày nãy giờ là bắt cứ bằng là 5-6 con, 7-8 con là bình thường. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Mà hồi đó thím ba lớn mày rồi, trời cho hạn điểm chạy, ví dụ như đổ quân đây là lợi kia qua lợi chiếc ghe đó. Dạ. Yeah. Ghe đó là đổ lịch xuống đó, chạy nó đậu. Dạ. Yeah. Đậu nó đem. Mà hồi đó tao đi là tao nuôi 4 thằng lính, đó, tao là 5 thằng. Mà bắt lịch chờ rồi tao thì mày chưa từng thấy lịch. 4 lính là già này theo sách á, tao nuôi luôn, nuôi cơm luôn. Nuôi cơm, thuốc men luôn hết. Là giờ này là còn mấy người? Còn đủ luôn. Đủ luôn hả? Ở cái chèo chồng đây luôn hay là ở đâu chứ? Chèo chồng Bình Khánh. Bình Khánh à? Rồi xong xuôi Hoàng á, giờ có con A nó mới nói dài con A nó mới tranh kỵ. Nó ông giờ ông về giờ nào cứ ông cứ bỏ cửa kêu tôi mở cửa. Là ở nhà mẹ
Vô kêu ở đâu nghe đâu. Cái nói cũng gác luôn. Tao lấy cây gừng vòng. Tao bỏ. Mà hồi xưa trời tao có xịt cái mày, nếu mà bắt vòng, bắt bắt mà nhiệt trọt giờ thiệt làm giàu. Không có trời đâu. Dạ. Tại vì ở đó là bắt mấy chục con mà bán chỉ có 5-6 con ha. Dạ. Mà 5-6 con tiền trời ơi tiền đó một khúc vậy nè. Mê lắm. Xưa tiền lẻ không? Ờ. Có. Rồi xong Hoàng á là anh em mới là trời thằng nào cũng bầu tao hết á. Bây giờ tao chỉ nhưng mà thành thạo rồi ra bắt à chứ tao không có dạy nữa. Dạ. Đó. Thành thạo rồi ra. Đầu cái thời đó thời bắt cái bắt dĩa giờ có thèo người ta đâu mua, công ty đâu mua đâu. Dạ. Vô dây qua đào. Đào nào lấy cấm mỏ luôn. Trời đâu rồi, mà chui dưới luôn á. Rồi sao mà bác ba phát hiện được cái dục vòng này? Rồi tao mới là mò dưới nước. À. Mò nước cỡ này nè. Rồi tao mới là chờ ơn lịch. Mò lịch cũng cái 7-8 à. Mà tao quơ cẳng nhưng mà tao đụng hang lịch tao mà tao biết lịch mà. Tao lặn lặn với tao moi. Moi giờ đầu tao là mày đưa dây tao. Bây giờ gài vòng. Tao đặt nó dò xuống xuống hoàn lập hết. Trời nước lớn lên nó vừa kéo. Trời kéo như cái neo luôn á. À, cái má mà nghiêng qua nó gị xuống giúp xuống dữ hay mà. Ừ, giúp dữ lắm. Sướng sướng. Trời ơi, giúp giục lên bỏ ghe. Rồi. Bỏ ra ghe xúc vòng nha liền á. Ừ, thì vòng sống thôi đó. Dạ đúng đúng rồi. Đó, cái đầu cái hai ba anh em cái bắt trước rồi gài luôn, gài dây. Rồi cái thời điểm mà cái dạng gài dây mà để chờ nước lớn á, giật tuột đuôi tức. Ở bên đá mà hai thằng mà con lặn nó vậy nè, mà có hai hang gì qua bên đá hai thằng. Rồi bà ơi muốn lịch chào bá luôn gài gài tiếng chào nước nó vừa tràn vô vậy mà ghe nó chưa có nổi nữa mà giật chờ tôi giật dính rồi chằn cái dính cái đầu cái tuột đuôi cái chờ làm đúng 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 á mà hai con vậy đó tức trời ơi trời. Rồi sau này tao mới hồi bây giờ chót như vậy là chọn được rồi thế là gặp hang cái đầu cái moi cái dầm nó nằm rồi mới gài vô dây đó rồi một thằng là phải chọn chỉ hướng chọn nếu biết cách đó thì còn nè nữa. Dạ. Rồi đào cái mấy là gặp hang moi để đó cái chỉ lên nhìn ngách đó phải chọn khỏi ngách thằng ra thì vừa chọn xuống cái hên tay chọn cái là chạy luôn á trời đâu im á bị im đó im á. Ừ. Là người mình ngồi trên vòng người ngồi trên vòng là hay là mình gặp hang mình không động hang mình làm im đúng rồi mình làm hang im là con lịch nó không có chạy không có đi không có rút xuống nó không có xe nhíp dạ xe nhíp là nó chẻ đất hả không à ừ rồi dạ. Đầu á là mày chọt một phát đầu là nó chạy ra tay mày giật keo lên rồi bắt chữ như cái nó còn dễ hơn bắt cá keo nữa dạ. Chơi đâu nhưng mà biết thế bắt mới được còn không biết hả trời ơi thôi quan trọng là người cầm cái vòng ngồi im không thở á chạy ra tay đụng luôn chứ rồi mày mới giật được dạ đúng rồi phải là bình thường mà mày nó mới nghe ơi chứ mày giật đâu không có đâu chạy ra đụng tay giật phải 100% con là lụm chục phải 100% mới xác định được là chết là giật á chịu khó mồi sâu sâu một chút cũng như cái bữa mà nếu mà im nó con lịch nó im mình bắt trong lồng ống luôn bắt tay cái lồng ống luôn đâm hai phát chạy bảo đảm luôn này nó xé nó đi cắm luôn rồi tại vì rễ quá với lại chặt á cái động á thấy chống đi mày thấy nó thiệt chống đi hy vọng là hy vọng là cái clip tiếp theo là sẽ chống ha phải bắt có đường vườn đường chống quay bắt lẹ lắm à, thọt là ra thọt hai cái ba cái là ra chứ hổm bữa con với anh Nghĩa thọt con lịch chống đi mà thấy con lịch chưa ra là con với anh Nghĩa muốn ra nó quắc nhưng mà chính đường con mừng là nó hết mệt khỏe rồi nhưng mà cái nghề á thì nó ngay bỏ thì bỏ không có nổi đâu dạ. Nghề phải đeo dán làm chứ thì cũng vất vả lắm lộ vất vả lắm chứ mà giỡn rồi bây giờ nó có thì nó sướng lắm còn không có trời ơi lộ từ chết bị thương chứ mà giỡn đâu. Ủa bây giờ từ đó giờ bác ba xuống ghe này ở là khoảng mấy năm rồi? 30 mấy, 40 năm rồi đó. Giờ trong sống người ghe không? Đây này 60 mấy nha. 63, sinh 159 rồi. À. Rồi á, bác ba có dự định gì trong tương lai không? Có về nhà ở không hay là ở đây bè lên trên gì hoài? Không có, cũng phải chở về già phải về nhà làm nhà cửa lại ở chứ. Nhà ở nhà thờ mà nhà ở nhà thờ nhà
rồi hôm nay 30 năm nay dư được nhiêu trong tài khoản rồi? Trời ơi, có dư cùng mẹ ơi. Thì nói thì có tiền nhưng mà cái mình nó cũng xây sở sang cổ á, là ví dụ như anh em út con cái có xíu thì mình đưa qua đưa lỡ thì xài. Dạ dạ. Xây sống mà. Trong làm nghề bà cậu là làm ngày nào là có tiền mặt ngày đó là ăn uống nghe cổ hết rồi. Còn làm công ty thì còn dành dụm được tới tháng lãnh lương cho được nhiêu đó. Còn làm ngày nào lãnh ngày đó thì nó cũng bằng thì có tiền hiện tại đó, nhưng mà cái là mình xây đồng này không xây giữ được. Mua mới mua mấy cái lưới đó là thấy hết chục mà mấy triệu hả ba hả? Thì đó từ hôm Tết nay bằng dư mấy triệu. Nghĩa vậy có cá nào không? Không. Trời ơi trời. Ôi trời ơi, vậy khỏi ăn cá đâu, chiều nay ăn ấy rồi. Ăn vịt. Dạ. Chúc đi nhé bà cậu ơi. Hả? Lát đây mình làm cái clip sau này đi. Dạ dạ ok ba. Cái nhà mình làm rồi, bây giờ Đạt chuẩn bị ăn cơm rồi chuẩn bị đồ Đạt đi với bác ba đi sang Bắc Lịch. Cả nhà xem video thì ủng hộ cho bác ba và anh Lê Nghĩa Cần Giờ rồi đăng ký. Còn bác ba thì già cả. Rồi này trả lễ dịch, trả lễ con dịch bắt được con ấy cả nhà, con được lịch cũ chạy lên nhà con cháu nè. Cháu trả lại quá đẹp, bạn bè hình ảnh đẹp quá. Rồi lấy khui đi để đây cúng trọng trọng. Dạ dạ dạ. Có lấy ly chưa? Không, chờ anh nghe. Uống xe mẹ uống chai không đi lon bò ăn luôn. À, bác ba làm được mấy lon? Lon ha. Hơi chui. Dạ, vui vui thì hơi chui. Từ đây tới tối đâu có làm gì nữa đâu hả ba? Đâu làm gì nữa đâu. Dạ. Giờ là chỉ là từ đây tới tối là phải mà. Xuyên là thăm lưới là lấy tiền. Dạ. 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 Cậu tối cho con cá chẽm. Dạ, 5-6 ký rồi. Không á, cá chẽm thì có à. Tao thấy nó quẩn vô. Tao biết ra phụ tao. Quận ông bà không biết nó quận vậy chứ mà không biết rượu không mày uống rượu à? Hả? Rượu à? Đấy bia mà thằng quá đem bia mà kêu uống rượu tự nhiên. Cái này bữa ông anh xuống còn mấy lon nè. Rồi chú ba mạnh khỏe chú ba, chú ba luôn mạnh khỏe nha. Mời cả nhà luôn. Rồi cháu dịch, cháu dịch thêm ba mạnh khỏe nha, cả nhà mạnh khỏe hết. Còn nó đã. Ủa chén này của con luôn hả? Ừ. Như có cái ruột cho đây luôn hay gì nè. Ủa nè. Cảm ơn nha. Ủa cái ruột này thôi. Nè chú ba cho con gửi là cái ruột chú ba. Nè, đưa tao. Dạ dạ dạ. Tao xin phép. Không, chú để riêng ra, chú có giữ gỏi đó. Trời á. Phép ba bắt. Một câu. Dạ. Rồi nào muốn ăn gì đó ăn. Con xin phép bác cho gửi là cái ruột. Làm cái miếng mề coi. Ôi. Quá đã, đi bắt lịch mà ăn vịt. Ngon quá. Bà ra tao nói có thằng Nghĩa không? Tao thiệt bà câu mà thầy trò là câu chúng rồi là nó vịt tao vịt, nó vịt tao vịt liên khúc luôn, ăn không hết. Dạ. Ừ, đó vậy. Nó còn dứa. Ừ, dứa. Tao sống trong xã hội tao đời chơi không có tính toán nào. Hứa mày luôn. Tao chơi vậy đó. Màu dưới bên. Bao nhiêu à? Nói à, sáng giờ chưa ăn cơm mà. Phải không? Sáng mời tôi ăn mì. Không ăn. Giờ mày có đem cà phê, có cái đem cà phê. Có mà. Không có là crack cho mình. Ai vô ớt rồi. Có gì thì con với Nghĩa là hỗ trợ đó ha. Ba đừng lo ví dụ mà tiền bạc hay chia gì đó ha ba ha. Cảm ơn ba. Rồi, cả nhà cảm ơn anh. Rồi, bây giờ ăn cơm xong rồi tiếp tục. Bây giờ chiều nay Đạt sẽ tâm sự với ba một số vấn đề nữa nha cả nhà. À, cả nhà xem clip bắt lịch của Đạt nha.